Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức Khỏe Tự Nhiên. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung chính sau đây. Phần 1. 6 thực phẩm để tủ lạnh qua đêm biến thành thuốc độc, ăn vào nhanh chết. 2. Bác sĩ cảnh báo, chớ dại ăn thịt lợn với 6 thứ này, nuôi sống tế bào ung thư, có ngày chết độc tử. Và 3. 3 loại thịt ăn vào tổn thọ, người Việt vô tư ăn mỗi ngày. Sau đây là nội dung đầu tiên. 6 thực phẩm để tủ lạnh qua đêm biến thành thuốc độc, ăn vào nhanh chết. Không thể phủ nhận rằng chiếc tủ lạnh đã mang đến vô vàn tiện lợi cho cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng sự tùy tiện, không có tìm hiểu khi sử dụng đã khiến không ít người mắc bệnh. Khi sử dụng những loại thực phẩm không được bảo quản hoặc bảo quản không đúng cách trong tủ lạnh biến thành thuốc độc, khi ăn vào gây bệnh thận, tổn hại sức khỏe. Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu kỹ để tránh chết oan. Loại số 1. Cơm nguội bảo quản trong tủ lạnh. Cơm nguội khi bảo quản trong tủ lạnh, sau khi lấy ra thường không có biểu hiện chua, thiêu, nên nhiều người thường chủ quan dồn lại trong tủ lạnh, thậm chí nhiều ngày mà không biết đây là một thói quen rất có hại. Cơm nguội để trong tủ lạnh dễ bị nhiễm khuẩn, ăn vào gây rối loạn tiêu hóa, ngộ độc. Chính vì thế, cơm thừa thì nên đổ bỏ hoặc nuôi lợn gà, chứ tuyệt đối không để tủ lạnh rồi ăn lại vào bữa sau. Loại số 2. Các món trứng đã nấu chín bảo quản trong tủ lạnh. Bất kể là món ăn nào, chỉ cần trứng đã được nấu chín thì đều không được bảo quản qua đêm, dù là trứng luộc, trứng rán hay trứng kho thịt. Cố tình ăn chỉ rước bệnh vào người. Theo các chuyên gia, kể cả khi được bảo quản tủ lạnh, trứng đã nấu chín vẫn bị tấn công bởi vi khuẩn, đặc biệt là các món trứng nấu chưa chín hẳn như trứng luộc hồng đào thì càng không nên ăn. Những món này khi ăn vào dễ gây trướng bụng, khó tiêu, nặng hơn là tiêu chảy, ngộ độc. Loại số 3. Hải sản nấu chín. Giá cả của những loại hải sản thì không hề rẻ, vì vậy ai cũng muốn tiết kiệm. Nếu ăn hải sản còn thừa thì cắt đi, bữa sau ăn tiếp. Đây là sai lầm cực kỳ tai hại. Cá và hải sản để qua đêm cũng dễ bị các loại vi khuẩn tấn công. Trong quá trình đun nấu, một số loại vi khuẩn trong hải sản không thể nào loại bỏ hoàn toàn ở nhiệt độ cao. Nếu lại được làm lạnh trong tủ đá, vi khuẩn sẽ có khả năng tái sinh tự nhiên hoặc tự phục sinh. Vì vậy mà việc ăn hải sản để trong tủ lạnh qua đêm là không an toàn, dễ bị tiêu chảy, ngộ độc, nôn mửa. Hải sản cũng là loại thực phẩm chứa nhiều muối tự nhiên, cộng thêm gia vị. Trong quá trình nấu nướng, khi để qua đêm sẽ chuyển hóa thành nitrit gây ung thư. Vì giá cả rất cao, đổ đi thì tiếc, các bạn nên tính toán sao cho ăn vừa đủ một bữa, tránh bỏ thừa gây lãng phí. Loại số 4. Thịt đỏ. Ngoài những loại thực phẩm để tủ mát thì cũng có những loại thực phẩm không nên cấp đông, kẻo mất hết dinh dưỡng, bệnh tật đầy người. Trong danh sách này phải kể đến thịt đỏ. Nghe thông tin này có lẽ nhiều người sẽ hoang mang, vì đây là thói quen của hầu hết các gia đình. Để tiết kiệm thời gian trong nấu nướng, các loại thịt đỏ như thịt lợn, thịt đỏ nếu được bảo quản tủ đông trong một khoảng thời gian ngắn và rã đông một lần, rã đông đúng cách thì không sao. Tuy nhiên nhiều gia đình có thói quen bảo quản thịt đỏ rất lâu, khi rã đông thì lại phá đông không đúng cách, hoặc rã đông rồi lại cấp đông, rất nguy hiểm cho sức khỏe. Các loại thịt này chỉ nên bảo quản tủ đông trong 2 tuần. Khi rã đông thì bỏ xuống ngăn mát, để trong hộp kín cho thịt được rã đông từ từ. Nhiệt độ thấp sẽ tránh vi khuẩn tấn công. Rã đông xong thì phải chế biến và ăn luôn, không được phép cấp đông lại, kẻo mất hết dinh dưỡng và hương vị,
gây hại cho sức khỏe. Loại số 5, đồ chiên rán cấp đông. Những loại đồ chiên rán sẵn như đùi gà, cánh gà, nem chiên, tôm chiên được cấp đông. Hiện nay bày bán phổ biến, mua về cấp tủ đông khi ăn chỉ cần nướng hoặc chiên lại vài phút. Tuy nhiên lợi nhưng cực hại cho sức khỏe. Những thực phẩm này thường không được nấu hết một lần mà chỉ nấu với một lượng nhỏ rồi lại cấp tủ đông. Tự thay đổi nhiệt độ nhiều lần sẽ khiến vi khuẩn có điều kiện tấn công. Chưa kể chúng có chứa nhiều chất bảo quản và hút nhiều dầu mỡ gây hại cho cơ quan nội tạng như gan, thận và đặc biệt là tim. Loại số 6, sữa chua cấp đông. Trong sữa chua vốn chứa rất nhiều lợi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa. Nhiều gia đình có thói quen cấp đông sữa chua làm thành kem, tạo ra món ăn giải khát. Tuy nhiên đây lại là cách bảo quản sai lầm. Theo các chuyên gia, ở nhiệt độ tủ đông, lợi khuẩn trong sữa chua đều bị mất đi. Vì thế, chỉ nên bảo quản sữa chua trong ngăn mát. Tủ lạnh rất tiện lợi, nhưng phải biết cách bảo quản thì mới không gây hại cho sức khỏe. Từ nay về sau, quý vị và các bạn hãy cẩn trọng và tìm hiểu về cách bảo quản các loại thực phẩm trong tủ lạnh để tránh mang bệnh vào người. Xin chuyển đến nội dung tiếp theo. Bác sĩ cảnh báo, chớ dại ăn thịt lợn với 6 thứ này nuôi sống tế bào ung thư có ngày chết đột tử. Quý vị và các bạn thân mến, không thể phủ nhận rằng thịt lợn là một loại thực phẩm thiết yếu với hương vị thơm ngon, cách chế biến đa dạng và giá trị dinh dưỡng cao, góp mặt trong hầu hết những bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Tuy nhiên, lợi ích của thịt lợn chỉ đạt được khi chúng ta biết cách chế biến, cũng như cách hợp chúng với những nguyên liệu khác nhau. Còn nếu vô tình kết hợp với một trong 6 thực phẩm đại kỵ với thịt lợn, thì loại thịt này lại trở thành liều thuốc độc, hủy hại gan thận, nuôi sống tế bào ung thư, hại sức khỏe cả gia đình. Vậy để biết đó là 6 loại thực phẩm nào, thì mời quý vị và các bạn cùng Sức Khỏe Tự Nhiên theo dõi ngay sau đây, để biết mà tránh xa. Loại số 1, rau mùi. Chúng ta thường kết hợp rau mùi trong những món xào có thịt lợn. Đây tưởng như thói quen giúp món ăn thêm ngon, nhưng thực tế lại cực kỳ nguy hiểm, có thể khiến cả nhà nhập viện. Mới đây, một gia đình 4 người đã phải nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn mửa chỉ vì kết hợp rau mùi cho món ăn có thịt lợn. Các bác sĩ cho biết, rau mùi có tính ấm, hao khí trong khí, thành phần của thịt lợn có tính hàn, ít khí. Khi ăn chung, hai loại thực phẩm này sẽ tạo cho dạ dày của chúng ta gánh nặng, không thể cân bằng giữa hai trường phái. Dần dần sẽ mất rất nhiều nước, dẫn đến suy nhược cơ thể, buồn nôn, đau bụng quằn quại, có thể phải nhập viện nên rất nguy hiểm. Đó là chưa kể, nếu hấp thụ một lượng lớn rau mùi cùng thịt lợn, thì hợp chất niacin trong rau mùi có khiến gan của chúng ta bị tổn thương, làm tăng tiết dịch mật và rối loạn chức năng gan. Rau mùi còn có khả năng đào thải nitrat ra khỏi cơ thể. Vậy nên nếu ăn quá nhiều loại rau này có thể khiến quý vị và các bạn bị tụt huyết áp, thậm chí ngất xỉu. Ngoài đại kỵ với thịt lợn thì rau mùi còn đại kỵ với gan, phổi và tim lợn. Ăn rau mùi với nội tạng động vật có thể khiến cơ thể sản xuất các ion đồng và sắt. Điều này không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng trong thực phẩm mà còn dễ xuất hiện tình trạng ngộ độc. Thời gian dài, nếu không chú ý điều chỉnh chế độ ăn, chúng ta sẽ dễ mắc phải bệnh ung thư. Loại số 2, lá mơ. Loại rau xanh cực kỳ nguy hiểm khi kết hợp với thịt lợn đó là lá mơ. Mặc dù ăn thịt lợn luộc với lá mơ là sở thích của rất nhiều người, thậm chí nhiều người còn cho rằng ăn món này rất bổ dưỡng vì lá mơ từ xưa đã được mệnh danh là thảo mộc, có đặc tính kháng virus, chống ung thư và chống ho. Tuy nhiên quý vị chỉ nên dùng lá mơ để chữa bệnh, chứ không được kết hợp ăn với thịt lợn. Bởi khi kết hợp như vậy thì toàn bộ những công dụng của lá mơ đều không đạt được mà còn gây ra những tác hại ngược lại. Trong thịt lợn có chứa rất nhiều protein, trong khi lá mơ thì rất nhiều tinh dầu lysine, dễ gây ra tình trạng kết tủa đạm, khiến người ăn không thể hấp thụ.
Đạm tích tụ nhiều độc tố, lâu dần dẫn đến ngộ độc và hình thành nên các tế bào ung thư. Đối với thịt lợn thì chúng ta nên ăn kèm rau salad, tiết tô hay dưa chuột thái lát là bổ dưỡng và an toàn nhất cho sức khỏe. Trong đông y, lá mơ có công dụng sát khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa và diệt vi khuẩn gây ra kiết liệt. Nên nếu quý vị đang gặp các vấn đề trên thì hãy hái lá mơ lông, thái nhuyễn trộn với một quả trứng gà và thêm vài hạt muối đánh đều và rắn lên nhưng không dùng mỡ. Ăn 2 đến 3 bữa sẽ giúp cải thiện tình trạng này cực kỳ tốt. Loại số 3, gừng. Nếu để ý thì quý vị và các bạn sẽ thấy rất nhiều gia đình có thói quen thêm gừng khi chế biến thịt lợn. Để giúp món ăn trở nên thơm ngon, khử mùi tanh của thịt và dậy vị hơn. Tuy nhiên, dưới góc nhìn khoa học thì đây lại là một thói quen vô cùng tai hại, có thể khiến cả nhà nhập viện, tổn hại sức khỏe về lâu dài. Theo đông y, thì gừng sống có tính ấm, trong khi thịt lợn lại có tính hàn, rất kỵ nhau. Ăn chung hai loại thực phẩm này về lâu dài khiến chúng ta đối mặt với nguy cơ cao mắc các bệnh xương khớp. Thêm vào đó, theo nghiên cứu của y học hiện đại, thì khi kết hợp gừng với thịt lợn, hoạt chất trong gừng sẽ phản ứng với phốt pho trong thịt gây ra tình trạng khó thở, tắc nghẽn đường thở, sưng phồng ở môi, lưỡi, phát ban. Nặng hơn thì có thể bị suy tim và tử vong nhanh chóng. Vậy nên tốt nhất để khử mùi của thịt thì sau khi rửa sạch, các bạn hãy thả vào nồi nước sôi khoảng 3 phút, rồi vớt ra rửa sạch lại và tiếp tục chế biến những món mà mình thích. Trong nước trần thịt, các bạn có thể thêm vài giọt rượu hoặc ít muối thì có thể vừa làm sạch được vi khuẩn, lại vừa giúp thịt mềm và thơm ngon hơn rất nhiều. Thêm một cách nữa là quý vị và các bạn có thể ngâm thịt 20 phút trong nước vo gạo, sau đó rửa lại thịt lợn với nước sạch là có thể yên tâm chế biến. Loại số 4, đậu tương. Loại thực phẩm thứ tư đại kỵ với thịt lợn đó chính là đậu tương. Theo Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Bệnh viện Bạch Mai thì đậu tương có chứa nhiều hợp chất giúp duy trì mức độ cholesterol trong cơ thể ở mức ổn định, từ đó làm sạch mạch máu, ngăn ngừa huyết áp cao và tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim. Mặc dù là một loại ngũ cốc lành tính và có nhiều công dụng quý cho sức khỏe, nhưng nếu chúng ta kết hợp đậu tương với thịt lợn thì đây lại trở thành liều thuốc độc, làm cơ thể tích tụ độc tố, phát sinh ra nhiều thứ bệnh nguy hiểm. Các nghiên cứu y học hiện đại đã chỉ ra đậu tương có đến 80% phốt pho. Nếu kết hợp với thịt lợn thì hàm lượng phốt pho trong loại hạt này sẽ tiêu hủy hoàn toàn các chất dinh dưỡng có trong thịt lợn, và hầu như cơ thể của chúng ta không nhận được gì ngoài chất béo xấu. Canxi trong đậu sẽ chuyển hóa thành oxalat, khi đi vào cơ thể sẽ bài tiết vào nước tiểu nhưng không có khả năng chuyển hóa ở trong nước tiểu. Nó cùng với canxi sẽ tạo thành muối không hòa tan, sinh ra sỏi thận. Còn nếu quý vị và các bạn chưa biết nấu đậu tương với loại thịt nào là tốt nhất thì câu trả lời chính là thịt gà. Món canh gà đậu tương sẽ là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời để tăng cường sức khỏe. Nguyên liệu cơ bản chỉ gồm có thịt gà, đậu tương, hành lá và gia vị. Quý vị và các bạn đảo đều tay cho đến khi thịt gà săn lại thì đổ thêm nước sôi vào. Khi nước sôi lên thì cho đậu tương vào hầm nhừ. Cuối cùng, nêm gia vị và thêm rau mùi, hành lá là có thể thưởng thức. Loại số 5, tôm. Ngoài đậu tương thì tôm cũng là một thực phẩm xung khắc với thịt lợn. Nhiều người nghe đến đây có thể sẽ cảm thấy rất bất ngờ và hoang mang, bởi tôm rang thịt là một món ăn vô cùng phổ biến trong mâm cơm của người Việt. Trên thực tế thì sự kết hợp này không gây hậu quả ngay lập tức, và thỉnh thoảng ăn thì cũng không sao. Nhưng nếu ăn thường xuyên và liên tục thì sẽ vô cùng có hại, bởi món ăn này đi ngược lại với tương quan ngũ hành trong cơ thể. Tôm là thực phẩm có tính hàn, trong khi thịt lợn lại có tính ấm. Nếu ăn chung hai loại thực phẩm này dễ làm cơ thể bị mất cân bằng âm dương, dạ dày khó tiêu hóa, và ở những người có sức đề kháng kém thì có thể xảy ra tình trạng đau bụng dữ dội, nôn mửa, ngộ độc
và thậm chí là hôn mê. Ngoài ra thì nhiều người còn có thói quen cho đường vào tôm khi rang chung với thịt để món ăn thêm đậm đà. Thì các bác sĩ cũng cảnh báo luôn, đây là một việc làm hết sức nguy hiểm. Ở nhiệt độ cao, các phân tử glucose trong đường sẽ bị bẻ gãy, tạo ra chất oxy hóa gây hại cho cơ thể. Lâu dần sẽ hình thành nên các gốc tự do và phát triển thành bệnh ung thư quái ác. Ngoài ra, việc lạm dụng đường trong nấu nướng về lâu dài cũng gây ra tình trạng cơ thể bị thừa cân, béo phì và các bệnh mãn tính như tim mạch. Nên tốt nhất chúng ta nên hạn chế hoặc là loại bỏ đường ra khỏi việc nấu nướng hàng ngày. Loại số 6, quả mơ. Từ xa xưa thì y học cổ truyền của Trung Quốc đã cảnh báo tác hại khi kết hợp quả mơ với thịt lợn. Theo đó thì quả mơ có tính bình, tác động rất sâu đến kinh can tỵ phế và đại tràng. Biết cách dùng thì cả đời không lo cảm sốt chết yểu. Tuy nhiên, kết hợp quả mơ với thịt lợn lại có thể khiến cả nhà nhập viện, giảm tuổi thọ. Dưới góc nhìn của y học hiện đại thì sự kết hợp này vô cùng tai hại. Trong quả mơ có chứa nhiều vitamin C ở thể lạnh. Nếu gặp protein ở thể ấm trong thịt lợn sẽ chuyển hóa thành chất độc, lâu dần tích tụ trong dạ dày và phát tán khắp cơ thể dưới dạng tinh thể nhỏ, âm thầm phá hỏa thận, nuôi sống tế bào ung thư mà chúng ta không hề hay biết. Ngoài ra thì khi trong cơ thể chúng ta cùng có hai loại thực phẩm có tính đối lập như quả mơ và thịt lợn sẽ làm suy yếu và cản trở quá trình đào thải chất, lâu dần phát bệnh táo bón khó tiêu, khiến trên cơ thể mất nước và suy giảm sức đề kháng. Thịt lợn thì rất ngon, rất bổ. Tuy nhiên quý vị và các bạn hãy cẩn trọng khi kết hợp loại thịt này với những thực phẩm khác để tránh mắc mờ on. Xin chuyển đến nội dung cuối cùng. 3. Loại thịt ăn vào tổn thọ, người Việt vô tư ăn mỗi ngày. Quý vị thân mến, thịt là nguồn cung cấp protein chủ yếu giúp con người duy trì sức khỏe. Bởi vậy trong các bữa ăn hàng ngày, thịt là thực phẩm không thể thiếu và được chú trọng. Tuy nhiên có những loại thịt chứa nhiều độc tố ăn vào trong người khiến sản sinh ra nhiều bệnh tật. Các chuyên gia cảnh báo ăn những loại thịt sau tốt đâu không thấy, chỉ thấy rước cả đống bệnh, có ngày đột tử. Vậy thịt nào sẽ cực độc, cực hại? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Loại thịt độc hại thứ nhất, thịt nội tạng. Việc tiêu thụ nội tạng động vật như nội tạng heo và nội tạng gà đã trở thành một phần của ẩm thực trong nhiều nền văn hóa, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, loại thịt này có nhiều nguy cơ dẫn tới hàng đống bệnh tật cho người sử dụng. Nếu chế biến hoặc ăn phải những loại nội tạng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nguy cơ thứ nhất, tăng tỷ lệ nhiễm vi khuẩn, virus và ký sinh trùng. Các nội tạng động vật không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, dung sáng lây bệnh sang người. Có thể lấy ví dụ như ăn ốc bò không rõ nguồn gốc. Mô, hệ thống thần kinh có thể bị truyền bệnh não sốt bò, hay còn gọi là bệnh bò điên. Gan động vật chăn nuôi không vệ sinh do ăn thức ăn chăn nuôi nhiễm nấm mốc. Nguy cơ ô nhiễm độc tố vi nấm aflatoxin cao, chắc có khả năng gây ung thư gan ở người. Lợn nhiễm liên cầu khuẩn, kể cả lợn bệnh và lợn lành mang trùng không phát bệnh. Trong máu, tiết, nội tạng và thịt lợn sẽ chứa một lượng lớn vi khuẩn. Khi ăn các sản phẩm từ lợn này như tiết canh, lòng, nem chua, nem chạo, cháo lòng chưa được nấu chín, liên cầu khuẩn từ thức ăn đó sẽ bị xâm nhập vào cơ thể người và gây bệnh. Ở Việt Nam, trên 70% bệnh nhân mắc bệnh liên cầu khuẩn lợn là do ăn tiết canh, lòng lợn. Nhiều bệnh có triệu chứng viêm não xuất huyết, viêm phổi, viêm cơ tim và viêm khớp, tỷ lệ tử vong khoảng 7%. Nguy cơ thứ hai, tăng nguy cơ mỡ máu, mỡ gan và khả năng béo phì. Nội tạng heo và nội tạng gà thường có hàm lượng cholesterol cao và chất béo bão hòa cao.
Tiêu thụ quá nhiều cholesterol và chất béo bão hòa có thể tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tăng huyết áp và gây ra các vấn đề về mỡ máu. Nguy cơ thứ ba, tăng khả năng dung nạp chất độc vào cơ thể. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nội tạng động vật có thể chứa các hợp chất độc hại hay thuốc kháng sinh mà động vật đã tiếp xúc trong quá trình phát triển. Việc tiêu thụ nội tạng có thể làm người tiêu dùng tiếp xúc với những hợp chất này nhiễm độc vào trong cơ thể. Thêm vào đó, trong quá trình chế biến, một số loại nội tạng có thể bị tạo dư lượng hóa chất và chất phụ gia. Việc tiêu thụ những hóa chất này có thể gây ra tác hại đối với sức khỏe, đặc biệt khi thường xuyên ăn. Nguy cơ thứ tư, tăng nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm. Một số bệnh truyền nhiễm có thể lây lan qua các nội tạng động vật. Việc tiêu thụ nội tạng có thể tạo ra nguy cơ lây lan dịch bệnh. Nếu quá trình chế biến không được thực hiện đúng cách, thực tế, nội tạng mua tràn lan ngoài chợ không thể kiểm soát hết về chất lượng và nguồn gốc. Cho nên, việc ăn thường xuyên thịt nội tạng, heo gà, tiềm tàng rất nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Loại thịt độc thứ hai, đầu tôm. Rất nhiều người nghĩ rằng đầu tôm có nhiều chất dinh dưỡng, canxi, omega 3. Nhưng trên thực tế, ăn đầu tôm độc hơn thạch tín, bởi vì đầu tôm là nơi bị phân hủy đầu tiên khi tôm chết. Bởi đây là nơi chứa nhiều chất bẩn, chất độc hại do thức ăn mà tôm đưa vào. Ở đây sẽ chứa những loại vi khuẩn gây bệnh hay ký sinh trùng. Đặc biệt, nếu nấu không chín, sẽ dẫn đến bị ngộ độc rất nghiêm trọng. Những đầu tôm có màu đen cần đặc biệt lưu ý vì có thể do tôm sống trong môi trường nước bị ô nhiễm kim loại nặng hoặc tôm bị bệnh, ăn vào sẽ gây hại cho cơ thể vì bị nhiễm độc kim loại hoặc ngộ độc. Thứ ba, các loại hải sản cảnh báo nhiễm độc thủy ngân. Cá rất giàu axit béo omega 3, tốt cho não và tim mạch. Tuy nhiên, một số loại cá có thể có hàm lượng thủy ngân cao, một chất độc thần kinh gây nguy hiểm tới tính mạng con người. Ngộ độc thủy ngân hữu cơ thường có liên quan đến việc ăn hải sản, chủ yếu là cá. Cá có thể bị ngộ độc thủy ngân từ nước biển. Tất cả các loại cá đều có chứa một lượng thủy ngân nhất định. Các loại cá lớn hơn sẽ có hàm lượng thủy ngân cao hơn, bởi chúng có thể sẽ ăn thịt các loại cá nhỏ hơn, cũng bị nhiễm thủy ngân. Cá mập, cá kiếm là những loại cá bị nhiễm thủy ngân nhiều nhất. Cá ngừ mắt to và cá thu vua cũng có chứa hàm lượng thủy ngân cao. Ăn quá nhiều hải sản cũng có thể dẫn đến ngộ độc thủy ngân. Bởi vậy, các chuyên gia khuyên chỉ nên ăn 1 đến 2 lần một tuần để không ảnh hưởng tới sức khỏe. Hy vọng sau nội dung hôm nay sẽ giúp quý vị có thêm kiến thức để lựa chọn những loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe của cả gia đình. Đến đây, chương trình cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý cô bác đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.